Rồi, thì đầu tiên cho mình xin nữa là chào toàn thể anh em nha. Bữa nay hai cha con là đi ruộng anh em, nhưng mà nãy giờ mình dự định là đi cho nó xả stress thôi nè. Hôm rày hình lâu quá rồi không có đi vô rẫy như ruộng, nay cho em nó đi vô. Nãy giờ mình không có quay điện thoại lên nè, cái đầu từ một con nè, giờ nãy giờ mới tính hôn này, giờ mới đem máy quay ra quay lại cho anh em xem ha. Nè, bữa nay đi cái đám ruộng mỗi ngày mình hay đi anh em, nhưng mà bữa nay ruộng cắt hết lúa hết anh em ơi. Còn có một miếng này là nó có kiểu lúa rài rài gì nè anh em, để mình đi còn con nào nữa không ha. Bữa nay chim mình thể hiện quá tốt anh em, này thấy con cò cái mít nó bọc đầu liền, quá hay. Để mình quay lại cái quá trình này nè, cho con đi thêm miếng nữa nha, chủ yếu đi cho có mồi cho nó ăn thôi anh em. Hôm rày nha, ăn mồi kia không có tốt nên kiếm cỏ rồi cho ăn ha. Rồi mời anh em theo chân mình nha, let's go. Thì mình đang hẹn thằng em của mình anh em, thằng em mình đang xuống dưới ruộng để nó đi chung mình á, để mình chờ nó xuống rồi mình cho nó cầm chim thử nha, nó đòi cầm thử một bữa. Thì hôm rày mình đi săn mình rủ nó đi, nó rủ mình đi xin theo hoài mình nó cho đi em. Bữa nay mình cho nó đi thử anh em ha, để anh em xem cho nó thử coi được không anh em ha. Nó mê lắm mà hôm rày nó hy vọng là có cò, nó đi xin đi mà mình không cho nó đi. Thì mình đi cái hướng này nó đang ngược gió nha anh em, ngược gió chắc không hy vọng nó dí nổi kịp, nó kịp cò đâu. Hướng này mình đang đi là ngược gió nè, thì bà đi vô mình tập lực cho nó luôn em ha. Hôm qua mình cùng chì với nó hết bữa rồi, sáng nay phải gỡ ra đi săn. Kệ mình đi chủ yếu là mình tập chim là chính anh em, chứ mình đâu còn mồi nhiều đâu để săn. Cái gì vậy? Tia rồi, một con đầu tay đầu tiên anh em, con số 1. Trời ơi nó bay quá ngon mà không có được quay clip được, tiếc ghê, tiếc ghê. Lép không lép? Ôi nó công gì anh luôn chứ mà anh không có ăn cái mấy. Gần không? Bóc gần không? Này bữa nay cứng quá, dao hơi rít là hợp lý luôn rồi. Cái gì cầm con cúc là dễ gỡ đó. Còn ngắn chưa? Ngắn chưa? Thở nhẹ tí rồi. Bữa nay gặp này cứng có khác nha anh em. Này cứng có khác nha anh em ơi. Ok, con thứ hai nha anh em. Sống luôn hả? Sống. Sống rồi, kéo xuống từ từ đi, lấy một con đó. Nghe sống. Ờ đụng mà giống sống lắm. Giống sống lắm mà. Gần không? Gần. Nhớ rồi, con thứ hai. Chúc đơn.